Vâng ạ, Duy Nguyễn hân hạnh chào toàn thể cả nhà. Hôm nay thì em quay giới thiệu đến tất cả mọi người một dòng sản phẩm mới đa năng. Và đó là một cái đốc sạc đó. Nó là một cái đốc sạc mà chúng ta có thể là sạc được nhiều thứ. Sạc được nhiều thứ nha mọi người, trên một cái đốc. Đó, thì cái đốc này nó sẽ cho chúng ta sạc iPhone nè. Đó, rồi Apple Watch nè, AirPods nè. Đó, và các loại USB Type-C đó, như là của Samsung hay là của cái máy nhãn hiệu khác như hiện tại nè. Cái máy này là xài Type-C nè các bạn. Cái này là của thằng gì? Samsung. Đó, thì mình sẽ thử luôn cho mọi người coi ha. Và đồng thời nó cũng có sạc không dây luôn. Đó, như hiện tại cái con iPhone này là nó có sạc không dây nè. Mình bỏ lên là nó sẽ sạc. Đó, chung thì đốc này là cắm điện trực tiếp cho nên sạc rất là tốt nha mọi người. Tức là sạc nhanh, sạc chuẩn, chuẩn QI quốc tế luôn, chứ không phải là như mấy cái loại sạc thông dụng bình thường nha. Và sản phẩm này là bên em bảo hành rất là cao. Đó, bên em bảo hành 6 tháng cho mọi người sử dụng luôn, cho nên mọi người cứ yên tâm ha. Nhiều người cứ hỏi hàng của em bán xài ok không? Thật sự mà nói, em ở Tây Ninh em bán hàng thì em giữ uy tín em làm đầu nha, cho nên mọi người cứ yên tâm. Có gì cứ chạy qua tìm em ha. Em bảo hành cho xài. Đó, một đổi một hết. Đó, nó là 9V, 2A và 3A. Đó, nghĩa là 3A là sạc nhanh nha mọi người. Đó, củ sạc nó là 10W. Rồi, hiện tại em đang sạc thêm một cái con iPhone đây nữa nè. Đó, các bạn thấy không? Đó, nó đang thông báo sạc nè. Đó. Và bây giờ mình ghim luôn cái con Type-C này vô nha. Con Type-C nha. Đó, sạc. Mọi người thấy thế nào? Rất là ok đúng không? Nếu mà một cái đốc mà chúng ta có thể sạc được quá nhiều thứ. Xin lỗi mọi người. Đó, lên. Để ngay vô là nó vô. Đó, cái này cũng nữa nha. Đó, nó đang sạc nè. Báo sạc. Ok, chung là khá tốt. Mọi người cứ yên tâm mà sử dụng ha. Cái này mà dành cho những bạn làm biến mà cắm dây ra, cắm dây vô, cứ để ngay cái đốc ngay đầu nằm một trên bàn làm việc. Rồi, ịch vô cái là sạc, ịch vô cái là sạc. Và giá sản phẩm là em bán giá tốt nhất thị trường luôn nha. Và thật sự nếu mà nói tốt nhất á, thì cũng không đúng, tại vì cái này em phân phối độc quyền luôn. Đó, đây là 500 ngàn cho một cái đốc sạc như thế này. Đó, bảo hành chính hãng bên em ha, là 6 tháng. Cho nên mọi người cứ yên tâm mà sử dụng ha. Còn những bạn ở xa thì có thể liên hệ số hotline để mà em ship ra tận nơi cho các bác. Ok, còn bây giờ xin phép chào tạm biệt cả nhà.